Biết Bigon là một sản phẩm sinh học giúp cho môi trường nước của bạn luôn trong sạch và không có mùi tanh. Ngoài ra nó còn một số công dụng như giúp cá tép ăn khỏe, cây thủy sinh lên màu tốt và phòng một số bệnh ngoài da cho cá. Cách sử dụng thì vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần việc xịt đúng liều lượng ghi trên vỏ chai và sau đó chờ đợi 1-2 ngày để vi sinh phát triển trong hồ. Kết quả sau 1-2 ngày chờ đợi là hồ của các bạn luôn trong sạch và không có mùi tanh. Mọi chi tiết xin liên hệ 0382301092. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Cảm năng nuôi cá bể màu tập 2, nói về con cá Blue Tobat. Và con cá Blue Tobat là con cá gì thì các bạn có thể xem trên video màn hình mình đang thể hiện lên cho các bạn xem. Đây một con cá màu xanh rất là đẹp, màu xanh biển ocean rất là đẹp, rất là quyến rũ, rất là gọi là mê hoặc lòng người. Và nếu như bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể bấm nút đăng ký, mở chuông lên để theo dõi những cái video hay hơn về cẩm nang nuôi cá bể màu cũng như là những cái video về cá mắm mà mình thực hiện nha các bạn nha. Bạn nào muốn tìm hiểu gì đó thì các bạn có thể mở những cái video mình đã thực hiện lên các bạn xem. Rồi, tiếp theo câu chuyện là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tên tại sao gọi là Blue Tobat. Đơn giản chúng ta lên Google search Blue Tobat là gì thì nó sẽ hiện ra trước mắt các bạn là những cái viên đá quý màu xanh mà trong cái ngành đá quý người ta thường sử dụng hay đính lên nhẫn, đính lên dây chuyền vân vân và vân vân. Nhìn nó rất là đẹp, rất là mê hoặc đúng không? Thì đặc điểm nhận dạng của con cá bể màu Blue Tobat là nó sẽ có một màu xanh phần đuôi, phần vây và nó sẽ có một con mắt rất là đỏ, mình mẩy nó sẽ trắng. Và càng về già thì cái đuôi của con cá này nó sẽ rất là to và rất là đẹp, rất là dài luôn. Nhìn nó uyển chuyển vãi cả nồi các bạn. Cái dòng Blue Tobat này như mình cũng đã đề cập là những cái dòng cá mắt đỏ. Vì thế là cái việc để thuần dưỡng để nuôi con này thì nó cũng hơi khó khăn đấy, chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà nếu như mà các bạn đã có kinh nghiệm nuôi cá rồi thì cái chuyện mà nuôi được con Blue Tobat này thì hoàn toàn cũng gọi là easy vãi liền. À, thì đối với con cá mắt đỏ, cái nhược điểm mình thấy ở nó là nó sẽ ăn con nhiều hơn so với những dòng cá mắt đen. Ngoài cái việc khó nuôi ra, nó còn ăn con nhiều hơn. Vì thế khi mà để nuôi con này để nó đẻ thì các bạn cần nên có những dụng cụ để chúng ta giữ lại con, giống như gọi là lồng đẻ hay lồng ấp hay gọi là những cái rào lưới để cho con cá nó đẻ ra và sau đó con cá con nó sẽ chui ra bên ngoài, nó không bị con cá mẹ ăn nữa. Thì đó là cách khắc phục trong việc mà giữ lại con cá của con Blue Tobat con như thế nào. Rồi cái con cá Blue Tobat này thì mình có một cái kinh nghiệm cho chia sẻ cho các bạn luôn là khi về già thì cái đuôi nó sẽ rất là to, rất là nặng, con cá nó sẽ dễ bị gãy lưng. Nó nhất là con cá trống nó sẽ bị gãy lưng, vì thế các bạn nên gọi là cắt đuôi nó để cho cái bộ đuôi nó nhẹ hơn, nó sẽ thanh thoát hơn khi mà trong cái việc bơi trong nước, để giúp làm cái gì, giúp cho nó đạp mái tốt hơn. Và tiếp theo, trước khi đến cái phần gọi tên phân biệt từng cái tên con cá bể màu Blue Tobat thì chúng ta sẽ có cái phần là những cái bệnh thường gặp của con cá Blue Tobat này. Đối với mình, theo như cái kinh nghiệm của mình nuôi con này thì mình có một số cái kinh nghiệm về bệnh là con cá này nó hay bị bệnh nhất gọi là xuất huyết đuôi. Có nghĩa là trên cái phần rìa đuôi nó sẽ hiện cái màu đỏ như máu, nó lan hết cái đuôi và sau đó nó ăn cục cái đuôi luôn. Bệnh tiếp theo là bệnh trái đuôi, là nó không có bị đỏ mà bù lại nó bị trắng và nó cũng sẽ bị ăn hết đuôi luôn. Nói đến đây thì các bạn sẽ hỏi mình là cái cách chữa bệnh như thế nào, thì mình sẽ xin phép là không trả lời. Các bạn có thể lên tham gia cái hội nhóm ESB Guppy của mình để miêu tả bên dưới video, hoặc là các bạn search trên Facebook là ESB Guppy. ESB Guppy có nghĩa là kinh nghiệm nuôi cá cái bảy màu. Các bạn vào trong đó, các bạn hỏi con cá các bạn đang bị như vậy, thì những cái cao nhân, những cái gọi là cao thủ, siêu cao thủ sẽ nhảy vô trả lời cho các bạn là con cá các bạn nên chữa cái gì, nên cho thuốc nào, nên cho ăn như thế nào, nước như thế nào. Nói chung là trên ESB Guppy của mình lập ra một cái hội nhóm để cho anh em chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá bể màu tốt hơn, gọi là đẹp hơn, gọi là ok hơn các bạn ha. Và cuối chương trình này mình sẽ gửi đến các bạn gọi là những cái tên của con cá Blue Tobat. Thì ngoài cái tên Blue Tobat là cái tên chính thống ra thì trong đó nó còn một số đặc điểm nhận dạng như vây, đuôi, vân vân và mây. Và đầu tiên chúng ta sẽ chia ra 4 cái tên. Thứ nhất là Blue Tobat không, có nghĩa là Blue Tobat thường. Cái thứ hai là Blue Tobat BDS, có nghĩa là Blue Tobat Big Door Sa. Và cái thứ ba là Blue Tobat Sắc Phin. Cái thứ tư là Blue Tobat Ribbon Swallow. Nó hơi khó đúng không? Nó hơi khó hiểu dài dòng. Nói năm nay là giống như các bạn mua một chiếc xe về, sau đó chúng ta sẽ cần độ bánh nè, chúng ta sẽ cần độ mâm nè, độ mái nè, độ dàn áo nè. Thì đối với con Blue Tobat này cũng vậy. Blue Tobat bình thường là nó sẽ rất là bình thường,
À, sau đó chúng ta lên option chút xíu là BDS Big Dosa, là có nghĩa là một cái bảng vay lớn. Một cái bảng vay lớn thì trên hình màn hình mình có thể hiện cho bạn xem. Và tiếp theo sau nữa là chúng ta đổ thêm nữa là chúng ta đổ sắc pin rít bông, là cái vay lưng ở trên nó giống như cái vay cá mập, và ở dưới cái phần dưới là giống như là cái ri băng ở video trước mình cũng đã nói. Rồi cuối cùng là đuôi én. Đuôi én là đuôi swallow. Các bạn có thể search những cái tên swallow, big dosa, rip bông ở trên mạng, nó thể hiện ra rất là nhiều. Thì cái con đỉnh của đỉnh nhất trong cái lòng dòng Lutobat đó chính là Lutobat sắc phin rít bông swallow. Hơi nhanh đúng không, để mình đọc chậm lên cho. Lutobat sắc phin là vay, rít bông là rau, và swallow là cá nén. Đó, trên màn hình các bạn mình đang thể hiện là con cá Lutobat sắc phin ribbon swallow. Con cá này thì mình mượn của một đứa em ở Đồng Nai. Nó có vài con cá rất là đẹp, thì mình xin phép là show cái video đó lên cho anh em toàn cả nước xem, để anh em chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của con Lutobat. Mình kêu ngắn gọn là Lutobat phin ribbon swallow thôi nha. Ok, thì vừa rồi mình đã phân tích cho các bạn một số dòng Lutobat để cho các bạn thêm phần nào am hiểu về cái dòng cá bảy màu này. Trong video này nếu như mà có thiếu cái gì thì các bạn có thể comment bên dưới để chia sẻ cho anh em, những anh em nào mà chưa biết anh em vô nhảy vô coi. Và video đến đây thì cũng chả còn gì để chia sẻ về cái dòng này hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video này. Thấy hay nhớ like, share, comment. Những bạn nào muốn tham quan dòng cá này có thể đến số 2-4 đường Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình. Đó là địa chỉ bản danh trại của mình. Đến đây thì các bạn có thể được chiêm ngưỡng nhiều dòng cá bảy màu chứ không phải là một dòng Lutobat không. Thì những bạn nào đam mê những dòng cá bảy màu thì mình khuyên một lời khuyên chân thành là nên nuôi chuyên biệt một dòng thôi. Một hồ một dòng. Và sau đó để cho nó đẻ ra và cái thú chơi của các bạn nó sẽ tăng cao rất là cao. Chứ đừng nên mua con cá xịn về và sau đó thả chung hầm và lằn trong cái hồ thủy sinh, nuôi cây, nuôi cỏ, rồi nuôi ốc, nuôi tép, nuôi lau kiến các kiểu. Làm như vậy thì vẫn được, nói chung là vẫn được, nhưng mà mình cảm giác là khi các bạn bỏ một số tiền ra, các bạn mua một con cá đắt tiền về thì các bạn nên nâng niu cưng như trứng và hứng như hoa các bạn nha. Rồi ok, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.